đúng hẹn hay lên hả? Mời mọi người vô nhà chơi tham quan dinh thự của Lâm Phi Dạo và Hứa Minh Đạt. Đây là Lucky, con riêng của Lâm Vĩ Dạ. Một đứa con riêng của Lâm Vĩ Dạ tên Lucky. Hóa như vậy. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách ở nhà của Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt. Cũng có trưng bày một số vật kỷ niệm. Mới đây nhất là đây là mai vàng diễn viên hài được yêu thích của bé Dạ. Còn đây là những cái lần tham gia phim Lật Mặt 1, Lật Mặt 2, những cái kỷ niệm chương. Đây nữa, đây của bà nữa, 10 diễn viên được yêu thích nhất năm 2018. Còn đây là các chương trình tham gia. Hoa còn tươi luôn. Hôm nay chị Dạ đi quay chương trình Ozi hay thế này, nên chỉ có mỗi mình anh ở nhà. Hai đứa nhỏ thì qua bên ông nội bà nội chơi rồi chủ nhật. Đây, mời mọi người lên tham quan. Đây là phòng phòng khách, phòng để khách ở lại nghỉ ngơi. Đó, lên nhà tôi thấy tôi khoanh tay liền, thấy chưa? Tôi giữ nhà chưa? Đây là một cái bức tranh của một người em họa sĩ, một fan ruột vẽ tặng. Nè, cũng là nghệ thuật đó nè. Đây là cái món quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Anh đặt riêng để mà tặng cho bà Dạ. Trên gạo không? Đây là cái gian bếp của gia đình. Đây là cái khuôn viên sân chơi của tụi nhỏ. Mát mẻ. Đây là những trái bưởi của bé Dạ vừa mới mua để chân ông thần tài thổ địa, cũng kế như những ngày cận Tết thế này. Ngày Tết nhất thì Đạt bài biện đồ cúng kiến ở bên nhà là nhà của bé Dạ. Rồi xong sau đó mà cúng kiến xong thì hai vợ chồng con cái bắt đầu lấy xe Honda chạy về bên nhà của bố mẹ Đạt để mà chúc Tết. Rồi xong rồi ở đó ăn Tết, chúc mừng năm mới, làm thủ tục chúc mừng năm mới lì xì, tụ họp ở bên nhà của Đạt, bố mẹ Đạt. Rồi xong rồi chơi tới sáng, sáng rồi sau bắt đầu là vợ chồng bắt đầu là cắm đầu đi cài. Tại diễn viên mà khi mà những ngày mà khán giả người ta nghỉ ngơi là những ngày làm việc của nghệ sĩ. Còn những ngày mà khi mà người ta đi làm rồi đó, bắt đầu diễn viên bắt đầu mới nghỉ ngơi, rồi là được thư thản hơn chút xíu. Đây là phòng của bố vợ, còn trên là phòng của hai vợ chồng với lại đứa nhỏ nằm bên đây. Bên đây còn ở trên thì mới nhà mới xây chưa xong, hơi bừa bộn, giới thiệu nhẹ nhẹ vậy thôi. Thôi mình xuống dưới đất chơi đi. Năm mới Kỷ Hợi là năm con heo, Hứa Minh Đạt chúc quý vị khán giả năm mới mua một con heo, mua một heo. Ôi thôi lại. Nhân dịp năm mới năm Kỷ Hợi nhân dịp năm mới là năm Kỷ Hợi, năm con heo, Hứa Minh Đạt nhân dịp năm Kỷ Hợi chúc mọi người. Nhân dịp năm Kỷ Hợi, Hứa Minh Đạt chúc mọi người làm ăn tiến tới, mọi điều thắng lợi, niềm vui phơi phới. Chúc mừng năm mới!